Năm Dân Quốc thứ 38, 110 tuổi, 1949-1950. Sau khi chuyển giới trong mùa xuân, tôi liền trở về Vân Môn, trung tu toàn thể điện đường, sơn phết mả vàng, làm bàn tọa cho hơn 40 thánh tượng lớn nhỏ. Công trình sửa sang chánh điện, mái ngói, phòng xá đến nay đã hoàn tất được 90%. Cư sĩ Phương Dưỡng Thu thỉnh tôi qua Hồng Kông để đoàn lễ khai quang Phật đường. Tôi cũng đến tịnh xá Bát Nhã giảng kinh, rồi lưu lại Hồng Kông một tháng. Sau đó trở về núi Vân Môn, nhờ cư sĩ Sầm Học Lữ viết biên sử của núi Vân Môn. Phụ chú: khi Vân Công đến Hồng Kông do sự thỉnh cầu của cư sĩ Phương Dưỡng Thu, ngày nọ tôi thưa Vân Công: bạch thầy, thế giới này thay đổi quá mau chóng, con phải đi đâu để giữ gìn sự tu tập của mình? Mở ngoặc: Cộng sản Trung Quốc nắm chính quyền trong toàn quốc. Vân Công đáp: người học đạo, chỗ ở là khắp mọi nơi. Nếu con xả bỏ hết tất cả, thì chỗ ở lại chính là đạo tràng tu tập. Con hãy an tâm. Tôi hỏi: bạch thầy, các tự viện trong đất liền đều sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ vì thời cuộc chuyển biến. Sao thầy không ở lại đây tạm thời để thuyết pháp, làm lợi ích chúng sanh? Vân Công đáp: ở đây, các vị tăng khác có thể thuyết pháp độ sanh được. Thầy còn trọng trách chăm lo các tự viện trong đất liền. Đó là lời nguyện của thầy. Đối với thầy, tâm vượt ngoài chỗ đến đi, nhưng trong đất liền, tất cả chùa chiền tự viện hiện giờ đang nằm trong tình trạng hỗn loạn. Nếu thầy ở lại đây, thì ai sẽ lo lắng cho hàng chục ngàn tăng ni đang chạy lánh nạn? Làm sao tâm thầy an được? Vì vậy thầy phải trở về đất liền. Nơi Vân Môn, ngài lo lắng hoàn tân công trình, trùng tu tự viện. Ngài luôn dạy đồ chúng, giữ gìn giới luật cho tinh nghiêm. Lúc ấy trên núi, tăng chúng có cả ngàn vị, nương tựa học đạo nên ngài. Họ tự trồng lúa để sinh sống và tu hành. Dân Quốc năm thứ 39, 111 tuổi, 1950-1951. Trong mùa xuân, ngài cũng vẫn đến chùa Nam Hoa để truyền giới, khai kỳ thiền thất dài hạn. Trong những người tham gia thiền thất, có vị được khai ngộ. Ngài trở về Vân Môn thâu nhặt hết tất cả những bản văn sao, thảo kinh để được hiệu đính biên tập. Đây là việc làm không dễ dàng, vì hầu hết các bản văn thảo kinh sao đó được ngài viết trong vài thập niên trước. Dân Quốc năm thứ 40, 112 tuổi, 1951-1952. Mùa xuân, kỳ truyền giới, bốn chúng đồng vân tập. Trong chùa có hơn 120 người. Tại Vân Môn xảy ra biến cố quan trọng. Ngày 20 tháng 2, đột nhiên, hơn 100 người, không biết từ đâu đến, bao vây chùa. Chúng cấm không ai được ra vào. Đầu tiên chúng nhốt Vân Công trong phòng phương trượng do vài tên canh chừng. Sau đó chúng bắt chư tăng vào hết trong pháp đường, thiền đường.
Kế đến chúng lục soát tất cả đồ đạc trong chùa, từ trên mái ngói, dưới xuống sàn chùa. Cùng các tôn tượng Phật tổ, pháp khí kinh tạng, đều lục lọi kỹ lưỡng. Dầu cả hơn 100 tên, trong 2 ngày liền, mà chúng vẫn không tìm được chi là vật phi pháp. Cuối cùng chúng bắt giám viện Minh Không, tăng thức sự duy tâm, ngộ huệ, chân không, tánh cảnh, vân vân. Chúng cũng lấy đi tất cả giấy tờ biên nhận chú giải văn sao, pháp ngữ của Vân Công trong cả 100 năm, rồi bỏ vào bao lớn. Chúng tố cáo chư tăng phạm bao điều tội lỗi. Kỳ thật, vì chúng nghe lời giảm pha, bảo là trong chùa có chứa vũ khí, quân dụng, súng đạn, vàng bạc, máy phát điện, vân vân. Đó là những vật mà chúng muốn tìm. Vài hôm sau, tổng cộng là 26 vị tăng bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn, bức bách hỏi cung về việc cất giấu quân cơ, khí giới, vàng bạc. Mọi người đều bảo không biết. Thầy Diệu Vân bị đánh đến chết, thầy Ngộ Vân thể chí vân vân bị tra khảo dã man đánh gãy 2 chân. Bên ngoài vài vị tăng bị mất tích. Sau 10 ngày lục lọi mệt nhọc, chúng chẳng tìm được chi hết, nên cuối cùng dồn mọi sự tức giận đến Vân Công. Thầy Diệu Vân tên tục là Trương, người Hồ Nam, tốt nghiệp đại học, đã từng giữ chức quan trọng trong ngành kế hoạch thuộc Bộ Tài chính. Đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa vợ. Năm 38 theo Vân Công xuất gia, pháp danh Diệu Vân, hiệu Thiệu Môn. Lúc xưa đối với mạch pháp Vân Môn, vì không biết ai thừa kế, nên Vân Công rất buồn bã. Trong thời gian trùng tu các tự viện ở Vân Môn, Vân Công độ hơn 40 vị xuất gia, muốn họ nối mạch pháp Vân Môn. Vân Công đặt rất nhiều hy vọng vào thầy Diệu Vân trong việc xiển hưng, nối tiếp mạch pháp Vân Môn. Thầy cần mẫn tu hành khổ hạnh, không phụ lòng mong mỏi của Vân Công. Khi tai biến đến Vân Môn, thầy bị đánh trọng thương mà chết. Mùng 1 tháng 3, chúng bắt Vân Công qua một căn phòng khác, rồi chúng đóng kín cửa cái, cửa sổ, không cho ăn uống hay ra ngoài tiểu tiện. Ngày đêm chỉ đốt một ngọn đèn nhỏ, mờ mờ ảo ảo như địa ngục. Đến ngày thứ 3, khoảng 10 tên thân hình to lớn đi vào trong phòng, bước banh tra hỏi Vân Công chỗ cất giấu vàng bạc, tiền tài, vũ khí, quân nhu. Vân Công đáp rằng ngài không có cất giấu chi hết. Chúng liền tra tấn đánh đập ngài. Mới đầu chúng còn dùng cây, kế đến lại dùng côn sắt đánh đập tra khảo ngài. Mặt mũi đầu cổ đều tuôn máu, gân cốt tay chân, thân mình đều bầm dập. Chúng vừa đánh vừa tra hỏi. Lúc ấy ngài cố ngồi dậy, xếp bằng nhập định. Cây gỗ, cây sắt bùa xuống thân ngài tới tấp. Ngài nhắm mắt không nói năng kêu la, than vãn lời nào. Chàng như là nhập định. Hôm đó chúng đánh ngài 4 lần như thế. Cuối cùng chúng quăng ngài xuống đất. Thấy ngài bị trọng thương, nghĩ chắc chắn là phải chết, nên chúng kéo nhau bỏ đi. Tối đến, thị giả vào phòng, đỡ ngài lên giường ngồi thiền. Ngày thứ 5, nghe Vân Công chưa chết, chúng lại kéo nhau vào phòng. Thấy ngài vẫn đang ngồi thiền nhập định như ngày trước, liền nổi xung tức tối, lấy cây to đập, kéo lôi xuống đất, mang giày đinh đá đạp. Ngài nằm sóng xoài trên đất, mắt tai mũi miệng đều tuôn máu. Chúng nghĩ rằng kỳ này chắc ngài phải chết hẳn, nên kéo nhau bỏ đi. Tối đến, thị giả cũng vẫn vào phòng, đỡ ngài lên giường, ngồi xếp bằng như trước. Ngày thứ 10, ngài từ từ nằm xuống, theo thế kiết tượng, như tượng Đức Phật nằm lúc nhập Niết Bàn. Suốt cả ngày đêm, thân ngài không động đậy. Thị giả đốt một cọng rơm để hơ trước mũi, nhưng không thấy hơi, nên nghĩ rằng ngài đã viên tịch.
Tuy nhiên thân mình vẫn còn ấm, sắc mặt vẫn tươi tỉnh. Hai thị giả là Pháp Vân và Khoan Thống thay phiên nhau hầu ngài. Đến ngày 11, ngài mở miệng nói đôi lời. Thị giả đỡ ngài ngồi dậy và thuật lại rằng ngài đã ngồi nhập định và nằm bao nhiêu ngày rồi. Vân Công bảo rằng: thầy tưởng những tai biến này xảy ra chỉ mới vài phút thôi. Thầy nghiệm biết phần số mình sắp hết rồi. Sau đó bảo thị giả lấy giấy viết ra biên chép lại những việc hiện ra lúc ngài nhập định, và còn căn dặn rằng đừng nói cho ai biết, để phòng sự nghi ngờ phỉ báng. Kế tiếp, ngài cố gằn giọng mà kể: thầy vừa nằm mộng, thấy mình đến nội viện cung trời Đấu Xuất. Nơi đó thật rất trang nghiêm kỳ diệu. Trên thế gian này, không có nơi nào giống như thế. Gặp Bồ Tát Di Lặc đang ngồi trên tòa cao thuyết pháp. Trong chúng hội có vài mươi vị, vốn là pháp hữu thuở xưa của thầy, như Hòa Thượng Trí Thiện, chùa Hải Hội ở Giang Tây, Pháp Sư Dung Cảnh ở núi Thiên Thai, Ngài Hằng Trí ở Kỳ Sơn, Hòa Thượng Bảo Ngộ ở Cung Bá Tuế, Hòa Thượng Thánh Tâm ở núi Bảo Hoa, Luật Sư Độc Thể, Hòa Thượng Quán Tâm ở Kim Sơn, Tôn Giả Từ Bách, vân vân. Thầy cung kính chắp tay, rồi được chư vị chỉ tay ra hiệu, bảo ngồi bên phía đông, nơi một tòa ngồi trống trải thứ ba. Tôn giả A Nan làm duy na, cùng ngồi kế cận thầy. Đại chúng cùng nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết duy thức định. Đang giảng đột nhiên ngài Di Lặc dừng lại, chỉ tay hướng về phía thầy và nói: con hãy trở về đi. Thầy đáp: đệ tử nghiệp chướng nặng nề không dám trở về. Ngài Di Lặc bảo: nghiệp duyên của con chưa dứt, nay hãy đi về, rồi sau này trở lại. Kế đến, ngài Di Lặc nói kệ: thức cùng chi khác ra sao, sóng cùng nước đồng nhau, chớ phân biệt bình bổn, chất vàng không phân chia, lượng tánh 3 x 3, một sợi gai nhỏ, một sừng ốc tí ti, nghi thành ảnh tượng, tánh bệnh hết khi tư hoặc dứt, như thân phàm phu trong nhà ảo mộng, huyễn không chấp trước, biết huyễn liền rời xa, rời huyễn tức giác, đại giác viên minh, kính soi muôn vật, phàm thánh không hài, an nghiệp lành xấu, bi nguyện độ sanh, làm trong cảnh mộng, đương đầu nghiệp lực trong bao kiếp, nên tỉnh giác việc xảy ra, thuyền từ bơi trong biển khổ, chớ sanh tâm thối thất, sen nở từ bùn lầy, có Phật Đà ngồi trong đó. Còn rất nhiều câu kể nhưng là thầy quên rồi. Ngài còn dặn bảo thầy vài điều mà nay không tiện nói ra. Khổ vui rành mạch. Khi xưa Tổ Hám Sơn trong lúc thọ cực hình cũng nhập định như thế. Đối với người chưa chứng ngộ, không thể thấy và thuật lại được những cảnh giới cao siêu như thế. Qua vài ngày sau, bọn người dã man kia mắt thấy hạnh nhẫn nhục kỳ đặc của ngài, nên từ từ sanh tâm khiếp sợ. Tên đầu đảng hỏi một vị tăng: tại sao ông thầy già kia bị đánh như tử như thế mà không chết? Tăng đáp: lão hòa thượng vì chúng sanh chịu khổ, lại vì muốn tiêu trừ tai nạn cho chư vị, nên tuy bị đánh đập tàn nhẫn mà không chết. Đợi đến sau này rồi chư vị sẽ hiểu. Kể từ đó, chúng không còn dám tra tấn đánh đập ngài nữa. Vì gây ra việc hung bạo này, và vì sợ rằng nếu tin này lọt ra ngoài, thì chư Phật tử trong và ngoài nước sẽ phẫn nộ căm tức, nên chúng bao vây xung quanh chùa, kiểm soát gắt gao. Đối với chư tăng, chúng không cho nói chuyện với nhau hay bước ra khỏi chùa. Ăn uống cũng bị kiểm soát hạn chế. Cứ thế kéo dài hơn cả tháng. Vì bị đánh đập tàn nhẫn, Vân Công nhuốm bệnh nặng,
ngày một trầm trọng. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Chư đệ tử sợ rằng ngài có thể viên tịch, nên thỉnh cầu ngài lập thuật lại cuộc đời tu hành của ngài. Bản thảo biên yên tự thuật bắt nguồn từ đây. Tháng 4, biến cố Vân Môn từ từ lan truyền đến Triều Châu. Đầu tiên do chư tăng chùa Đại Giác tỉnh Chiết Giang thông báo cho chư lão hòa thượng, chư đệ tử xuất gia và tại gia, chư huynh đệ đồng môn của Vân Công trong và ngoài nước để cùng nhau tìm cách giải nạn cho ngài. Về phía Bắc Kinh, họ đánh điện yêu cầu chính phủ phải điều tra sự vụ kỹ càng. Nơi Vân Môn, bọn dã man kia từ từ nới lỏng vòng kiềm chế. Chúng lấy đi tất cả đồ vật, lương thực, y phục của chư tăng. Vân Công bị đánh trọng thương, không thể ăn cháo được, mà chỉ uống nước thôi. Khi nghe lương thực trong chùa đều bị lấy đi hết, ngài than với đại chúng: lão già này nghiệp nặng, làm liên lụy đến chư vị. Nay việc đã đến nước này, chư vị hãy phân tán đi phương khác, tìm nơi lánh nạn để tu hành. Thế nhưng tăng chúng không muốn bỏ ngài đi đâu hết. Vì vậy ngài bảo đại chúng ra sau núi đốn củi, rồi mang ra chợ cách chùa hơn 20 dặm, bán lấy tiền mua gạo ăn. Đại chúng y theo lời dạy của ngài, bán củi mua gạo. Từ đó đại chúng có đủ sức khỏe để đọc kinh tọa thiền. Tuần đầu tháng 5, chính quyền Bắc Kinh phái viên chức cùng các nhân viên tỉnh Quảng Đông đến huyện Khổng Nguyên để điều tra sự vụ. Hôm sau, họ đến núi Vân Môn, dẫn theo các chuyên viên kỹ thuật, đem máy chụp hình, máy ghi âm để điều tra sự việc tại chỗ. Đầu tiên họ đến Vân Môn thăm hỏi Vân Công. Bạch hòa thượng, ngài có được khỏe không? Lúc ấy ngài đang nằm trên giường bệnh, tai không nghe rõ, mắt không thấy kỹ. Lại không biết họ là những nhân viên chức cao cấp từ Bắc Kinh xuống. Khi thấy các viên chức và công an địa phương, ngài im lặng không nói lời nào. Khi họ hỏi rằng ngài có bị ngược đãi, đồ vật trong chùa có bị mất mát không, thì Vân Công cũng không đáp. Sau khi biết rõ lai lịch của họ, Vân Công mới nói họ rằng hãy tự điều tra sự việc thiết thực để báo cáo lên chính phủ Bắc Kinh. Các viên chức an ủi ngài đôi ba lần, rồi ra lệnh cho chính quyền địa phương thả các vị tăng đang bị nhốt trong tù. Thế là biến cố Vân Môn xảy ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 23 tháng 5 thì chấm dứt, thoát được cảnh khổ đau tang tóc. Trong hai mùa đông, Vân Công bị trọng thương, bệnh nặng nên an dưỡng tại núi. Tăng chúng hơn 100 vị chặt cây đốn củi, cùng làm đồ thủ công để đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo, sinh sống qua ngày. Dân chúng trong 100 làng vùng ấp lân cận, khi nghe Vân Môn được giải nạn, liền kéo đến viếng thăm Vân Công. Chư đệ tử của Vân Công tại Bắc Kinh trong và ngoài nước viết thư vấn an và khuyên ngài nên rời khỏi Vân Môn. Lúc ấy có điện tín từ Bắc Kinh gửi đến Quảng Đông, ra lệnh cho chính quyền địa phương phải ân cần bảo hộ núi Vân Môn. Dân Quốc năm thứ 41, 113 tuổi, 1952-1953. Mùa xuân, bệnh tình Vân Công thuyên giảm đôi chút. Ngài hướng dẫn tăng chúng ngồi thiền hành đạo, quên đi thế sự đảo điên. Lúc đó chính phủ 4 lần gửi điện tín mời ngài đến Bắc Kinh. Khi các phái viên đến Vân Môn, đại chúng khuyên ngài nên hoãn lại. Vân Công đáp: nay đã đến lúc phải đi. Hiện tại, toàn thể tăng giả trong nước, mỗi mỗi tự thủ thân, thiếu người lãnh đạo, như bãi cát vụn. Nếu không đoàn kết thành một lực lượng cơ cấu vững mạnh, thì tai biến sẽ đến mọi nơi, chứ không phải chỉ ở Vân Môn. Thầy vì Phật Pháp nên phải ra Bắc. Sau đó ngài giao phó công việc cho chư tăng lão thành nhờ lại hộ trì tự viện, rồi an ủi đại chúng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi ngài có viết kệ:
ngồi xem năm vua bốn đời, thời thế đổi thay đột ngột, nếm đủ chín gian nan, mười tai nạn, hiểu rõ thế sự vốn vô thường. Mồng 4 tháng 4, Ngài cùng chư thị giả Phật Nguyên, Giác Dân, Khoan Độ, Pháp Vân và các nhân viên hộ tống khởi hành đến Bắc Kinh. Hàng trăm dân chúng trong các làng xã lân cận tiễn Ngài rời khỏi Vân Môn. Nhớ lại 30 năm về trước, vào tháng Chạp, sau khi trùng tu xong chùa Nam Hoa, Ngài chống tích trượng qua Vân Môn. Lúc mới đến thì tự viện hoang tàn, tường vách điện đường, mái ngói đều hư nát. Trong ngôi pháp đường, cỏ lên cả vài thước. Duy chỉ có một vị tăng lo phần hương khói cho chư tổ sư. Sau khi Ngài đến trụ trì, bốn chúng khắp nơi đều vân tập, cả ngàn tăng ni vây quanh. Ngài vừa lo trùng tu tự viện, vừa lo nuôi nấng dạy dỗ đồ chúng. Lúc quân Nhật xâm chiếm Trung Quốc, giao thông bị cắt đứt, những biến cố tai nạn xảy ra dồn dập hơn gấp 10 lần thời Ngài còn ở tại chùa Nam Hoa. Do tinh thần tự túc, Ngài dạy đồ chúng tự nung ngói gạch, làm hồ, cưa gỗ, kiến tạo tự viện, đúc vẽ tượng Phật, vân vân. 10 năm trước, kiến thiết điện đường hậu liêu, phòng xá, lầu các, tháp thờ, cả thầy hơn 180 cái. Mái ngói điện đường rộng rãi đẹp đẽ, trang nghiêm. Bàn về mạch phái, Tông Vân Môn truyền được 10 đời, cho đến triều Thanh đời Quang Hiếu thì ngưng, nên bị thất truyền, không người kế tục. Vân Công điều tra hệ phái, tiếp độ tăng nhân, kế thừa mạch pháp Vân Môn, chấn chỉnh tông phong, nối mạch Phật Pháp. Khi đến Triều Châu, bốn chúng đệ tử quy y, xa gần lần lượt tới viếng thăm Ngài, cả hàng ngàn người. Tại chùa Đại Giám, người đến viếng thăm vấn Ngài càng ngày càng đông, chứng minh rằng tín tâm quần chúng Phật tử không vì thời thế biến chuyển mà thay dạ, đổi lòng. Mồng 10, Vân Công lên xe lửa Quảng Đông, Hán Khẩu để ra Bắc. Ngày 11 đến Võ Xương, Ngài trú tại chùa Tam Phật. Vì đi đường xa nên các vết thương bị chấn động, khiến toàn thân Ngài đau nhức dữ dội. Cư sĩ Trần Chân Như ân cần trần mạch hút thuốc cho Ngài uống. Hòa thượng trụ trì chùa Tam Phật là Đại Hàm cũng tận tâm lo lắng. Lúc bệnh tình thuyên giảm đôi chút, thể theo lời thỉnh cầu của Hòa thượng Đại Hàm, Vân Công chủ trì pháp hội Quán Âm Thất trong 7 ngày. Người quy y hơn 2.000 người. Pháp sự xong, Ngài lại tiếp tục ra Bắc, dầu thân vẫn còn bệnh nặng. Trước khi khởi hành, đại chúng tại chùa Tam Phật thỉnh Ngài cùng chụp ảnh lưu niệm. Lúc ấy Ngài có làm bài kệ: gió nghiệp thổi đến Võ Xương, bệnh già làm lụy đại chúng, 3 tháng trụ chùa Tam Phật, một chàng tai nạn, một chàng tuổi hổ kinh hoàng, vô tâm đi lên đỉnh thế giới, có nguyện đồng lên trường tuyển Phật. Nhớ lại Ngọc Tuyền Quan Trạng Sam, nghe một lời ngộ chân thường. Ngày 20 tháng 7, theo các nhân viên hộ tống cùng chư vị thị giả, Vân Công đáp chuyến xe lửa Hán Khẩu Bắc Kinh. Lúc đến Bắc Kinh, chư sơn trưởng lão, thiện nam tín nữ cùng các đoàn thể đến trạm xe lửa nghinh tiếp Ngài. Chư cư sĩ Lý Nhâm Hồ, Diệp Hà Am, Trần Chân Như, vân vân, thỉnh Ngài đến chùa Quảng Hóa nghỉ ngơi. Vì có rất nhiều người đến tham bái, nên Ngài phải qua chùa Quảng Tế của người Tây Tạng để an dưỡng sức khỏe. Sau khi đến Bắc Kinh, Ngài gặp được các vị quan chức, pháp hữu quen thuộc và chư vị đồng hương ở Hồ Nam, đều hết lòng hộ pháp. Lúc chưa đến Bắc Kinh, Ngài được điện báo cho biết rằng tại Bắc Kinh, nơi chùa Quảng Tế, Đại sư Viên Anh cùng các cư sĩ như là Triệu Nghiệp Sơ, vân vân, thành lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Hơn 100 đại biểu toàn quốc định thỉnh Vân Công làm hội trưởng
nhưng ngài từ chối, viện lý do vì bị bệnh. Do đó, họ đồng thỉnh đại sư Viên Anh làm chánh hội trưởng, cư sĩ Hy Nhiêu Gia Thố và Triệu Nghiệp Sơ làm phó hội trưởng. Lại thêm, Đức Phật Sống Đạt Lai Lạt Ma, Đức Ban Thiền Lạt Ma, ngài đại sư Hư Vân, Cha Cán Cát Căn, bốn vị được đề cử làm hội trưởng danh dự. Các đoàn thể đại biểu Phật giáo bao gồm các sắc tộc như người Hoa, Tây Tạng, Thái, Tán, v.v. Sau khi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc được thành lập, Vân Công gửi thơ đến Chánh phủ Trung ương, thỉnh cầu ban bố cương lĩnh cộng đồng, quy định tự do tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân. Đối với các chùa chiền Phật giáo, hãy có biện pháp bảo tồn quản lý. Trước mắt, hãy cấp bách thi hành những điều sau. Thứ nhất, vô luận là vùng nào, xin hãy ngưng ngay việc đập phá, hủy đốt chùa chiền tượng Phật kinh điển. Thứ hai, hãy ngưng việc cưỡng bức chư tăng ni hoàn tục. Thứ ba, tài sản tự viện sau khi thuộc về công hữu, xin hãy cấp cho tăng ni đủ đất đai để tự trồng trọt sinh sống. Nếu được như thế, thì các tự viện danh lam thắng cảnh ngày một phát triển. 13 tháng 8, Vân Công đại diện toàn thể Phật tử trong nước nhận ba bảo vật do nước Tích Lan tặng. Vị trưởng đoàn, đại biểu Tích Lan là Pháp sư Đạt Mã Lạp Tháp Nạp cùng vài mươi người đến Trung Quốc trao tặng ba bảo vật là Xá Lợi Phật, Bộ Tạng Kinh chữ Pali khắc trên lá cụ diệp và cây bồ đề cho Hội Phật giáo Trung Quốc. Mùng 1 tháng 10 tổ chức cuộc tiếp lễ, đầu tiên do các thầy Thích Cụ Tán, Thích Thắng Tuyền cùng các cư sĩ Triệu Nghiệp Sơ, v.v. dâng lễ hương hoa đến đón tiếp phái đoàn Tích Lan. Tại chùa Quảng Tế, hơn 2.000 người đến dự lễ, chuông trống bát nhã nổi lên. Pháp sư Đạt Mã Lạp Tháp Nạp tiến vào chùa và dâng ba bảo vật cho Vân Công, người đại diện Hội Phật giáo Trung Quốc. Sau đó Pháp sư Đạt Mã Lạp Tháp Nạp nói: vì tình thân mật của Phật tử hai nước trong dòng lịch sử bấy lâu nay, nguyện đoàn kết cho ngôi nhà Tam Bảo từ bi trí huệ vì hòa bình thế giới, nay xin dâng tặng ba bảo vật này. Trong đại lễ có các đại diện Phật giáo của các nước như Việt Nam, Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Gia Na Đại. Tháng 9, Chư Sơn trưởng lão cùng các đoàn thể Phật giáo thỉnh Vân Công trụ trì chùa Quảng Tế. Ngài từ chối, viện lý do sức khỏe yếu kém. Tháng 10, nhân sĩ tại vùng Đông Nam Thượng Hải tổ chức pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình. Đại chúng đồng thỉnh Vân Công làm pháp chủ, nên phái cư sĩ Phương Tử Phiên đến Bắc Kinh nghênh đón ngài. Ngày 11 tháng Chạp, lúc ra trạm xe lửa Bắc Kinh Thượng Hải, có hơn 100 người mang hoa đến cúng dường ngài và đồng niệm Phật. Đến Thượng Hải, Vân Công trú tại chùa Ngọc Phật. Ngài cùng vị chi sự thương lượng tổ chức pháp hội trong 49 ngày đêm. Ngày 26 tháng 10, kiến lập đàng tràng Thủy Lục Không do ngài làm pháp chủ, cùng thỉnh 10 đại pháp sư như Viên Anh, Ứng Từ, Tịnh Quyền, Thị Tùng, Diệu Chân, Đại Bi, Như Sơn, Thủ Bồi, Thanh Định, Vi Phẳng làm pháp chủ các đàn tràng chính. Tổng cộng có 72 vị đại pháp sư tham gia đàn sám. Đến ngày 14 tháng Chạp thì pháp hội hoàn mãn. Trong kỳ đàn tràng này, trừ các pháp chủ nhập tràng, sáng trưa chiều tối, người đến tham dự đông như nước thủy triều. Họ đến từ các vùng lân cận và xa xôi như Hồ Nam, Hồ Bắc, v.v. Người thọ giới quy y hơn 40.000 người. Tịnh tài thu được trong pháp hội hơn 76.000 đồng. Cá nhân được cúng dường hơn 3.000 đồng, nhưng ngài không nhận.
Ngài cùng các đại pháp sư và cư sĩ quyết định dùng tất cả số tiền trên để cúng dường cho các danh sơn tự viện toàn quốc, gồm có bốn núi lớn như núi Phổ Đà ở tỉnh Chiết Giang, núi Nga Mi ở tỉnh Tây Xuyên, núi Cửu Hoa ở tỉnh An Huy, núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, cùng 8 ngôi chùa cổ xưa lớn như là chùa Thiên Đồng ở Ninh Ba, chùa Cao Mân ở Dương Châu, chùa Linh Nhan ở Tô Châu, chùa Cổ Sơn ở Phước Châu, chùa Quán Tông, chùa Thất Tháp ở Ninh Ba, chùa Địa Tạng ở Phước Châu, cùng 256 ngôi chùa viện lớn nhỏ. Đây chỉ nói sơ lược về Pháp hội Thủy Lục Không ở Thượng Hải do Vân Công làm Pháp chủ. Dưới đây là bài khai thị của Đại sư Hư Vân trong kỳ Pháp hội Thủy Lục Không tại Thượng Hải. Pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình đã được cử hành qua vài ngày. Thật là một pháp duyên hy hữu. Hôm nay Pháp sư Vi Phạm, Hòa thượng Diệu Chân, cư sĩ Triệu Nghiệp Sơ, Lý Tư Hoạt, Phương Tử Phiên, v.v. đồng thỉnh tôi ra thuyết pháp. Sẵn dịp này, tôi muốn nói về sự quan hệ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, để cho những vị mới phát tâm học Phật Pháp tiện việc tham khảo. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mở đàn tràng niệm Phật. Đúng ra là phải do Hòa thượng Diệu Chân đến giảng, nhưng Ngài lại nhượng thỉnh tôi ra cùng chư vị đàm luận. Chúng ta sống trong thế giới ta bà, tức đang bơi trong biển khổ. Thế nên không một ai lại không muốn thoát khỏi biển khổ này. Nhưng muốn thoát ra được thì chúng ta phải nương theo Phật Pháp. Chân đế của Phật Pháp nói nghiêm túc thì không pháp nào có thể thuyết được, vì chỉ là hình tướng trên lời nói ngôn ngữ thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dùng lời mà nói thì không phải là lời chân thật. Tuy nhiên, vì chúng sanh căn tánh không đồng, nên muốn tiếp dẫn thì phải dùng vô số pháp môn. Phật Pháp tại Trung Quốc có phân rõ ra 5 tông phái là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Giáo Tông và Luật Tông. Đối với người đã từng nghiên cứu học hỏi tu tập thì đã quá đủ rồi, vì họ biết rằng chân lý Phật Pháp vốn không sai biệt. Người mới học Phật Pháp lại phát sanh ra nhiều ý kiến, mỗi mỗi phân rõ tông này phái nọ vân vân, rồi khen mình chê người, làm tổn hại giá trị giáo hóa vi diệu của Phật Pháp. Phải biết rằng một câu thoại đầu hay một câu niệm Phật chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Đối với người chân thật dụng công thì những phương tiện này thật không cần thiết. Vì sao? Vì động tịnh vốn nhất như bóng trăng soi khắp ngàn sông, nơi nơi đều rõ ràng, không bị chướng ngại. Người bị chướng ngại như là mây che trời xanh, nước trong bị vần đục. Nếu có chướng ngại, tuy trăng sáng mà không hiện bày, nước tuy trong mà trăng không hiện rõ. Chúng ta những người tu hành, nếu muốn hiểu rõ lý đạo, phải biết tự tâm như trăng sáng mùa thu, không nên hướng ngoại tìm cầu, mà phải xoay lại ánh sáng trong tâm mình. Một niệm nếu không sanh thì hiểu rõ nơi không chỗ chứng đắc. Khi ấy làm gì lại có danh tướng sai biệt. Nhân vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, vọng tưởng chấp trước, tập khí nặng nề, nên Đấng Thế Tôn trong 49 năm trường thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội. Nhưng mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của Đức Thế Tôn là không ngoài việc chữa trị các bệnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sanh. Nếu chúng ta xa rời tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Chúng ta và chư Phật nào có khác biệt chi đâu. Người xưa nói, dùng phương tiện thì có nhiều pháp môn, nhưng khi trở về cội gốc thì đồng nhau không khác. Lý đạo là thế. Hiện tại trong Phật Pháp có 2 tông phái rất thịnh hành là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Nhưng có một số tăng chúng coi thường giới luật, thật không hợp lý đạo,
Yếu nghĩa căn bản của Phật Pháp là dựa trên ba chữ giới định tuệ. Giống như là hòa trầm hương có ba chân. Nếu thiếp mất một chân thì không thể đứng được. Vì vậy chúng ta, người học Phật Pháp, mỗi mối phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền Tông do Đức Thế Tôn tại Hội Linh Sơn đưa cảnh hoa lên, dạy đại chúng. Chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp là mỉm cười chung chím, còn mọi người đều không hiểu gì. Đó là tâm tâm tương ưng, truyền giáo ngoài lý, tức mạch nguồn của Phật Pháp. Đối với câu niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ cùng các pháp môn khác như đọc kinh chỉ chú vân vân, đều là pháp liễu sanh thoát tử. Có người nói Thiền Tông là pháp đốn ngộ nhanh chóng, còn Tịnh Độ Tông chỉ là pháp tiệm thứ chậm chạp. Vâng, bất quá chỉ là sự sai biệt trên danh tướng, thực tế thì không sai khác. Lục Tổ Huệ Năng nói pháp không có đốn ngộ hay tiệm thứ, nhưng người thấy đạo thì có nhanh có chậm. Chúng ta nên biết rằng mỗi mỗi pháp môn trong Phật Pháp đều có thể tu trì được cả. Chư vị nếu hợp với pháp môn nào thì nên tu pháp môn đó, chứ đừng khen mình chê người, sanh khởi vọng tưởng chấp trước. Nhưng việc quan trọng nhất là phải tôn trọng, giữ gìn giới luật. Người xuất gia gần đây không tự giữ giới luật nghiêm chặt, lại còn nói rằng giữ gìn giới luật cẩn mật là chấp trước, cùng bao lời cao ngạo, thật rất nguy hiểm cho Phật Pháp. Thiền Tông chính là pháp môn tâm địa. Sau Tổ Maha Ca Diếp, Thiền Tông được chuyển từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Đến Đại sư Huệ Năng là tổ thứ 6 ở Đông Độ, được trao y bát, lưu truyền chánh pháp, một thời hưng thịnh. Luật Tông có tôn giả U Ba Li là vị đứng đầu. Ngài thừa thọ lời chúc lụy của Đức Thế Tôn mà tuyên thuyết lại giới luật cho chúng sanh trong đời mạt pháp, nương vào đó mà tu hành, lấy giới luật làm thầy chỉ đạo. Sau đến đời tôn giả U Ba Cúc Đa, tổ thứ 4 của Thiền Tông, phân giới ra làm 5 bộ luật. Nước ta có lão nhân Nam Sơn là luật sư Đạo Tuyên, y theo bộ Đàm Vô Đức viết sớ sao mà phụng hành, được xưng là sư tổ của luật tông ở Trung Hoa. Lão nhân Bắc Tề ở núi Thiên Thai xem bộ Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ, liền phát minh tâm địa. Lão nhân Đỗ Thuận lấy Kinh Hoa Nghiêm làm chủ, kiến lập tông Hiền Thủ. Ngài Huệ Viễn đề xướng tông Tịnh Độ. 9 tổ sư kế tục nhau tương truyền. Sau Ngài Vĩnh Minh, chư tổ sư bao đời đều dùng Thiền Tông mà hoằng dương tông Tịnh Độ, như tương dung nước với sữa. Tuy tông phái có phần khác, nhưng cốt yếu không ngoài ý nghĩa của cảnh hoa mà Đức Phật đưa lên. Thật vậy, Thiền Tông cùng Tịnh Độ xưa nay vốn có mối quan hệ mật thiết. Thế nên chúng ta phải biết sự uyển chuyển của người xưa trong việc hoằng dương Phật Pháp. Mật Tông do tôn giả Bất Không, Chí Giả Kim Cang, vân vân truyền vào Trung Quốc. Đến đời Thiền Sư Nhất Hạnh, do công nỗ lực của Ngài, Mật Tông được phát dương rộng rãi. Tông này cùng các tông phái khác hỗ tương hoàng hóa Phật Pháp. Vì vậy không nên phân biệt, và ngược lại thì tự làm tổn thương đạo Pháp. Nếu cứ công kích nhau mãi thì thật không hiểu rõ được tâm ý của Phật Tổ. Người xưa thuyết pháp như lấy lá vàng vỗ con nít khóc. Lão nhân Triệu Châu nói, chữ Phật tôi không muốn nghe, niệm một chữ Phật phải xúc miệng cả 3 lần. Vì thế, có một số người không hiểu được sự khổ tâm của người xưa, cho rằng niệm Phật chỉ là việc của các ông bà già cả, hoặc nói tham thiền là vọng không như ngoại đạo. Tổng quát, nếu tôi nói đúng như vậy, kẻ nọ có lỗi kia, cứ thế tranh luận mãi, không chịu tu, thì thật là bội bạc bổn hoài của Phật Tổ, khiến cho người ngoài có cơ hội công kích vì phá tiền đồ Phật giáo.
kết quả thật rất tai hại. Do đó, Hư Vân tôi đặc biệt nêu lên vấn đề này. Hy vọng chư vị lão tham học cùng các bạn mới phát tâm học Phật Pháp đừng nên phạm vào lỗi này. Nếu cứ làm mãi như thế thì đưa Phật giáo vào con đường cùng. Người học Phật phải nên đọc qua nhiều lần bài Tông Cảnh Lục và tập Muôn Thiện Đồng Quy của lão nhân Vĩnh Minh. Người niệm Phật phải hiểu rõ chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông và cũng phải hiểu rõ tịnh độ là xuất phát từ tự tánh, xả bỏ vọng tưởng, quay về nguồn chân, chớ hướng ngoại tìm cầu. Như nếu chúng ta có thể hiểu rõ những chân lý này, tùy theo ý thích của người mà bàn về thiền cũng được, nói về tịnh độ cũng hay, hoặc muốn vãng sanh về cõi Đông Phương hay cõi Tây Phương cũng tốt. Cho đến nói có, nói không đều đúng cả. Thực sự mỗi sắc mỗi hương đều không ngoài sự liễu nghĩa của trung đạo. Tự tánh là gì đã? Duy tâm thức tịnh độ. Xả bỏ liền đến bỏ giác. Tại sao có nhiều dây trói buộc chúng ta? Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dẹp hết tâm phàm, thì thật không có sự giải thoát của chư thánh. Nếu hiểu rõ như thế thì sẽ đoạn trừ độc vọng tưởng, kiến chấp tập khí, tức làm Bồ Tát, làm Phật Tổ. Ngược lại sẽ mãi làm chúng sinh. Người niệm Phật cũng đừng có kiến chấp thái quá, nếu không sẽ như uống thuốc độc. Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật để dẹp trừ vọng tưởng chấp trước bao đời. Thế nên dùng một câu niệm Phật như cầm chổi quét sạch vọng tưởng, niệm mãi không quên, khiến vọng niệm tự tiêu trừ, cửa tịnh liền hiện, tìm cầu bên ngoài chỉ nhọc sức. Đại sư Hư Vân giảng, phải hiểu rõ sự niệm Phật nhân ngày giỗ thứ 12 của Tổ Ấn Quang năm 1952. Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão Pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ 12. Các vị đều là đệ tử của Ngài, uống nước phải nhớ nguồn, nên chư vị tụ hội tại giảng đường này làm lễ giỗ truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhập Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân của mình. Kỷ niệm thầy tức là nhắc lại bổn phận hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có rất nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn. Nhớ thuở xưa, lần đầu gặp lão Pháp sư Ấn Quang tại núi Phổ Đà vào năm Quang Tự thứ 20. Lúc bấy giờ lão Hòa Thượng Hóa Văn thỉnh Ngài lên tòa giảng kinh A-di-đà tại chùa Quảng Tế. Giảng xong, Ngài ở lại chùa, đọc hết bộ Tam Tạng Kinh Điển. Qua hơn 20 năm, Ngài chưa từng rời núi một bước, đóng cửa ẩn tu. Tuy Ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất thâm sâu, nhưng chỉ lấy một câu A-di-đà Phật làm sự tu trì hàng ngày, tuyệt đối không cho mình thông hiểu kinh giáo thâm sâu mà coi nhẹ pháp môn niệm Phật. Lời dạy của Phật là thuốc dùng để trị bệnh khổ cho chúng sanh. Pháp môn niệm Phật được gọi là thuốc A-di-đà, trị hết tất cả bệnh. Nhưng vô luận tu pháp môn nào cần phải có niềm tin kiên cố, giữ gìn mãi mãi, thực hành ngày một thâm sâu thì mới mong đạt được lợi ích đầy đủ. Nếu có niềm tin kiên cố thì chỉ chú, tham thiền, niệm Phật đều thành tựu. Nếu tín căn không thâm sâu, chỉ cậy nhờ chút ít thiện căn, học thức cạn cợt, hoặc nhớ được vài ba danh tướng, công án, đi nói chuyện vô ích tạp nhạp, bàn việc đúng sai, thì chỉ tăng trưởng nghiệp chướng và tập khí xấu xa. Bàn về việc sống chết cũng vẫn bị nghiệp thức dẫn dắt. Có thật đáng thương lắm không? Chư vị là đệ tử của Pháp sư Ấn Quang, hôm nay làm giỗ lễ kỷ niệm thì cũng phải kỷ niệm sự hành trì chân thật của Ngài. Ngài là một vị chân tu thực thụ, bước trên đường các bậc tổ đức đã đi.
Ngài hiểu rõ thâm ý của Trương Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông, y theo đó mà khởi tu, đạt được niệm Phật Tam Muội. Từ đó ngoài Hoằng Dương Tịnh Độ, lợi ích chúng sanh, trải qua bao thập niên mà vẫn như một ngày, chưa từng tử nan thôi bước, dầu cho bệnh tật ốm đau. Hiện tại, thần hiếm có ai như Ngài, chân thật tu hành, không khởi kiến chấp, phân biệt mình người. Chỉ nghe một danh hiệu Phật, rồi y theo đó mà tu trì. Sáng niệm Phật, tối niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, trong 26 thời, niệm niệm, không quên mất. Thầm thầm lặng lặng, công phu thuần thục chín mùi. Cảnh tịnh Tây Phương Cực Lạc hiện trước mặt, được lợi ích vô biên. Tự mình quán thấy, cũng chỉ quan trọng là tín tâm phải kiên cố. Tín tâm nếu không kiên cố, thì muôn sự không thể thành. Hôm nay tăng, ngày mai giảm. Nghe người nói tham thiền hay, thì bỏ ngay công phu niệm Phật, chạy qua tu thiền. Nghe người nói học kinh điển rất tốt, thì lại bỏ thiền, qua học kinh giáo. Học kinh giáo không thành, lại chạy đến trì chú, nhưng chẳng hiểu chi hết. Tâm bị chướng ngại vì không thanh tịnh, không tự trách mình tín tâm không định, lại cho rằng Phật tổ dối gạt chúng sanh, chửi Phật báng Pháp, tạo nghiệp vô gián. Vì thế, tôi khuyên đại chúng phải nên tin tưởng kiên cố sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, học theo hạnh chân thật niệm Phật của lão Pháp Sư Ấn Quang, lập chí vững chắc, phát tâm dũng mạnh, lấy việc vãng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời. Tham thiền cùng niệm Phật đối với người mới phát tâm tu học thì thấy có khác, nhưng đối với người tu hành lâu năm thì chỉ là một mà thôi. Tham thiền để cử thoại đầu, chặt đứt dòng sanh tử, cũng từ tín tâm kiên cố mà được. Nếu thoại đầu giữ mãi không được thì tham thiền không thể thành phiến. Nếu tín tâm kiên cố thì đến chết cũng phải tham khán câu thời đầu. Uống trà không biết đang uống trà, ăn cơm không biết đang ăn cơm. Như thế công phu mới thuần thục, thoát khỏi căn trần, đại dụng hiện tiền. Cùng cảnh tịnh của công phu niệm Phật, giống nhau không khác. Đã đến cảnh giới đó, sự lý viên dung, tâm cùng Phật không hai, Phật như như bất động. Chúng sanh cũng như như bất động. Một như như bất động, mà không có hai như như bất động, thì sai biệt chỗ nào? Chư vị là những người tu pháp môn niệm Phật, tôi hy vọng tất cả hãy lấy một câu niệm Phật làm chỗ y tựa cho đời mình. Hãy chân thật mà niệm Phật. Dân quốc năm thứ 42, 114 tuổi, 1953-1954. Sau đàn tràng Thủy Lục Không, Vân Công định rời Thượng Hải, nhưng vì đại chúng cùng các nhân sĩ nghĩ rằng những pháp hội thù thắng do bậc cao tăng hướng dẫn khó mà gặp được, nên đồng thỉnh Ngài ở lại, tiếp tục cử hành thiền thất. Chùa Ngọc Phật có thiền đường. Vào dịp này, Xiển Hưng chấn chỉnh lại quy chế thiền đường. Dẫn đầu là Hòa Thượng Vi Phảng, cùng các cư sĩ Giản Ngọc Giai, Lý Tư Hoạt, Triệu Nghiệp Sơ, Lý Khất Tôn, Phương Tử Phiên, Hồ Hậu Phủ, Trương Tử Khâm, Trung Huệ Thành, Lý Kinh Vĩ, Trúc Hòa Bình, vân vân. Đồng thỉnh Ngài cử hành thiền thất. Vân Công vì lòng từ bi hứa khả, ban bố pháp thí, mãn nguyện đại chúng. Thiền thất bắt đầu vào mùng 9 cho đến ngày 15 tháng Chạp thì chấm dứt. Đại chúng vì chưa nếm đủ mùi pháp vị, nên thỉnh Ngài cử hành thêm một tuần thiền thất nữa. Ngày thứ 16 khai mở thiền thất, cho đến ngày 23 thì giải thất. Trong hai tuần thiền thất, Ngài có ban những bài pháp ngữ khai thị đại chúng. Thiền thất khai thị lần thứ nhất. Ngày thứ nhất trong tuần đầu tại chùa Ngọc Phật, Thượng Hải, 1953.
Đại Hòa Thượng Vi Phạng thật rất từ bi. Chư vị ban thủ cũng có tâm tha thiết muốn hoằng dương Phật Pháp, cùng các vị đại cư sĩ có đạo tình, đồng phát tâm, đà thiền thất, lại yêu cầu Hư Vân tôi ra làm chủ thất. Thật tình mà nói, đây là một nhân duyên rất thù thắng. Ngặt vì tuổi già sức yếu, lại thêm bệnh hoạn, nên tôi không thể giảng nhiều được. Đấng Thế Tôn thuyết pháp hơn 40 năm, lời hiển lời mật, ngôn giáo đầy đủ trong ba tạng 12 bộ. Nay đại chúng yêu cầu tôi ra thuyết pháp, thì chỉ bất quá lập lại lời thừa của Phật Tổ. Nói đến tông môn, lúc Phật còn tại thế, lần nọ đang ngồi trên pháp tòa, có vua trời Đại Phạm bay xuống, dâng hoa kim đàn cúng dường. Đức Phật liền đưa cành hoa kim đàn lên để dạy đại chúng. Lúc ấy dưới tòa đại chúng trời người đều không hiểu chi hết, duy chỉ có tôn giả Mahakasyapa túm tím mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay đem phó chúc cho ông. Đó là chuyện ngoài giáo lý, không lập văn tự, đi thẳng đến pháp môn vô thượng. Người sau mù mờ cho đó là thiền, nên biết rằng trong kinh Đại Bát Nhã có kể đến hơn 20 loại thiền, mà tất cả đều không phải là cứu cánh. Duy thiền trong tông môn là không lập giai cấp, chỉ thẳng vào đất tâm, thấy tánh thành Phật. Do đó không có quan hệ với việc đã thất hay không đã thất. Chỉ vì căn tánh chúng sanh ngày càng ngu mê, vọng tưởng đầy rẫy, nên chư tổ mới đặt ra phương tiện để nhiếp thọ. Tông môn này, kể từ tổ Mahakasyapa truyền cho đến ngày nay, trải qua 6-70 đời. Triều đại Đường và Tống, gió thiền lan khắp thiên hạ, hưng thịnh một thời. Hiện đại thiền tông đến thời kỳ suy vi tột bậc, chỉ có vài nơi như là Kim Sơn, Cao Mân, Bảo Quang còn giữ được chút tông phong. Thế nên nhân tài trong tông môn thật hiếm hoi. Cũng đã thất tham thiền, nhưng đa số chỉ vì danh mà không có thực thể. Khi xưa, thất tổ hành tư hỏi lục tổ hệ năng: làm thế nào để khỏi lạc vào giai cấp? Lục tổ bảo: ông đã từng làm những gì? Ngài hành tư đáp: thánh đế còn chẳng làm, thì có gì là giai cấp? Lục tổ thầm chấp nhận, hứa khả. Hiện tại căn khí chúng ta rất cứng cỏi, nên chư đại đức tổ sư mới giả lập phương tiện, dạy tham quán câu thoại đầu. Sau đời Tống, người niệm Phật rất nhiều, nên chư đại tổ sư lại dạy tham quán câu: ai là người đang niệm Phật? Ngày nay mọi nơi đều theo pháp này mà dụng công, nhưng có rất nhiều người không hiểu rõ ràng, cứ để ai là người đang niệm Phật nơi cổ họng, niệm đến niệm lui không dừng, thành ra tụng niệm, chứ không phải tham quán câu thoại đầu. Tham thoại đầu tức là tham khán. Thế nên trong mọi thiền đường đều có treo bốn chữ: chiếu cố thoại đầu. Chiếu tức là phản chiếu, cố tức là xoay trở lại, nghĩa là phải tự phản chiếu nhìn vào tự tâm, gọi đó là quán thoại đầu. Ai là người niệm Phật? Khi chưa khởi lên thì gọi là thoại đầu, còn khi đã khởi lên thì gọi là thoại đuôi. Chúng ta tham khán thoại đầu thì phải nên xem khán chữ ai. Lúc tâm chưa khởi lên chữ ai này thì như thế nào? Giống như lúc đang niệm Phật, có người đến hỏi: bạch thầy, ai đang niệm Phật vậy? Nếu đáp: tôi là người đang niệm Phật, người kia có thể hỏi thêm: thầy là người niệm Phật, vậy miệng niệm hay ý niệm? Nếu nói miệng niệm thì lúc ngủ sao không niệm? Nếu nói tâm niệm thì lúc thân này chết đi sao không tiếp tục niệm? Do đó, chúng ta có một nghi vấn phải nên truy cứu. Câu thoại đầu đây từ đâu mà để khởi? Tôi là ai?
vi vi tế tế, phản chiếu xoay lại, xem xét kỹ càng. Đó gọi là nghe lại tự tánh của mình. Lúc đi bộ hành hương, phải ngẩng đầu lên, chạm đến cổ áo. Chân phải bước theo dấu chân người trước. Tâm phải bình bình tịnh tịnh, không nên ngó sang đông sang tây. Nhất tâm xoay lại, phản chiếu câu thoại đầu. Lúc ngồi không nên ưỡn ngực về phía trước, đừng để hơi thở quá cao hay quá thấp. Để tự nhiên, tùy theo hơi thở. Lại phải thu nhiếp sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thần ý. Phải buông bỏ muôn niệm, luôn luôn xoay chiếu lại thoại đầu, chớ bỏ quên mất. Đừng xem khán quá vi tế. Nếu quá vi tế thì bị hôn trầm, tức buồn ngủ, lạc vào không vọng, không thể thọ dụng chi được. Đừng xem khán quá thô. Nếu quá thô thì phù trầm, tức là vọng tưởng nổi lên, không thể khởi thoại đầu được. Nếu xem khán được thoại đầu thì công phu tự nhiên từ từ thuần thục, tập khí dần dần giảm bớt. Người mới bắt đầu dụng công thì khó lòng mà xem khán được thoại đầu. Nói vậy, chư vị đừng sợ hãi, lại cũng đừng có vọng tưởng là muốn khai ngộ hay cầu được trí huệ, vân vân. Nên biết đả thất tức là vì việc khai ngộ tâm tánh, vì cầu trí tuệ. Nếu lại khởi tâm cầu nữa thì ví như lấy đầu chặt lên đầu. Nay chúng ta đã hiểu rõ rồi thì chỉ lo đề khởi câu thoại đầu thôi. Nếu trong lúc dụng công không thể đề khởi thoại đầu lên thì chớ có gấp rút. Chỉ việc xả bỏ muôn niệm tình không, rằng rằng, mịt mịt, xoay chiếu trở lại. Khi vọng tưởng khởi lên, hãy để chúng khởi, đừng màng đến, chúng sẽ tự nhiên lặng mất. Vì vậy bảo, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vọng niệm khởi lên, mình chỉ dùng định lực xoay lại xem khán thoại đầu. Nếu mất thoại đầu, mình phải mau để khởi lại. Mới ngồi thiền thì dường như là chỉ lo dẹp vọng tưởng, nhưng lâu dần thì thoại đầu từ từ khởi lên được. Khi ấy, chư vị có thể ngồi hết cả một cây nhang. Nếu không để mất thoại đầu thì kết quả sẽ rất tốt. Ngôn ngữ chỉ là lời suông, chư vị hãy nên chân thật dụng công.